đuôi vịt 157. Anh nhất hả? Đây đang nhất. Lên xe. Đóng cửa. Nổ máy. Đường này là không không được nổ máy. Về đích kìa, về đích thì phí quá nhỉ. Trước khi mà
tại Việt Nam đây các bạn. Thực ra là cái địa hình hiện thế của Đồng Hô này nó quá lý tưởng cho từ từ thôi. Rồi. Kít. Chuẩn bài. Này chả phải lái một vòng, một giống phải lái một vòng, có nghĩa là hai ông không phân biệt ông nào giỏi hơn ông nào đâu, đều phải chạy hết. Bởi vì là có những năm là kiểu những ông giống ông thi nhiều năm quá rồi ông đôn ông chả lên để làm giống ấy, thế là cũng có khi là giống lại trở thành chả, kiểu như là có khi là bố đời con là truyền cho con chơi. Ba hôm qua có một anh kỹ thuật cơ, ông giống chả lái còn không lên được, mất cầu trước của anh kỹ thuật, anh lái bèo phát lên. Có thể đi cái này chắc không đạt giờ rồi. Ý đấy nhỉ, sao lại ý thế nhỉ? Chưa thấy cái sự máu lửa của cái đường đua này các bạn ạ. Mình thích đi xem đua xe là mình thích tiếng máy lắm, phải nẹt bô cơ. Ok, anh ta đã về đích các bạn ạ. Bắt đầu chạy đấy. Hôm nay đứng xa quá không biết là xe số bao nhiêu mà đọc được tên lái xe các bạn. 318. 318. Đây 318 lướt phết đây này. Con này cũng Vitara đấy anh nhỉ? Vịt vịt đấy. Xe nào hoàn thành này là đường cảm thấy dễ. Xem phải nghĩ tới con đường mà 10 xe chỉ có khoảng 2 xe hoàn thành thôi. Cái cấn nó mới cao. Xe lên trên trên Đồng Hô là quá nhiều các bạn ạ. Đông lắm luôn đấy. Để cho các bạn xem quang cảnh này. Góc máy này quay cho các bạn xem.
về kia thôi. Tiếng máy gầm rú biết là cái này nó chạy rất là nhanh. Nghĩa là đang có ý tưởng là muốn nhất đường này đấy còn. Thank you.
nhiều một vòng nữa các bạn nhé. Ở đây thì có nhìn em ơi, vòng ở đây. Trước anh này là anh 309, anh này giống như là anh đội Lạng Sơn ấy, team Lạng Sơn, béo trắng đẹp da. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.